Ta trao tên thái Pom Pin Hồng, mời Pom Pin Hồng bỏm cằn, lim chương trình truyền hình khăm tay gồng đài truyền hình Việt Nam. Pom Pin Hoa Sừng, khanh hì bân tình nam trùng bộ cánh tề huyền, có đăng khẩu mô đất lén hèn khá ứ. Cùng nham và đất hón, tô quảng, tinh mết bưng lung kẻ thầy gồng tỉnh Ninh Thuận, lò địa phương đài lim lò đất lén hèn khá ứ hừng, rú tên cam hướng, đầy mi lung kẻ thầy, ông nằm man lay nằm, cùng với xe dần hay na gióng về xét hải đối các cỏ bú tổ tành công thành mít bưng lung cóp hôm nằm vầy hái vờ váy dòm hở cỏ bú cơ đẩy lại lang đi đin xét dần rú chấm mê nằm cái ha va đầy ỏn nằm ma hái vờ ai ca tâm mình cỏ xét bưng cỏ cay ngắm vầy váy dòm nằm vậy phải dọn nằm ai mình có báu vào nằm bé sân cớn ai có thoát ngất ó xử máy bơm nằm trước đây tôi làm trẻ trăng thì chứ sau này thì tôi đầu tư cái ống phun xương này là bắt đầu tôi làm cân ní khỏi co dè sần và lại khu gia cha lúc thiếu nắm cái nì khỏi co thoát ngất ó xếp hà trước hẳn ngân vầy sẽ cỏ cay nắm phải dòm vậy lý về quân dần vang đình vậy hở pơ lút theo nắm té có ngân chương trình lúc buồn quốc gia tảng tánh bản nắp máu pi dòng bắt bảy sao giảm ủy ban nhân dân xã Phước Hòa huyện Bắc Ái có choi giờ hạ xíp vân hỏi ngân tiên hạ quân dần dệt cỏ cai nắm váy dòm khai nhì có mi hốt cho hơn đăng ký các tà đình hạ phải dòng hecta mỏi cho hơn đầy sàm chiều hạ ban mằn mỏi giáo lúc trước là mình bơm nước mình tưới tràn á nó rất là lãng phí. Cần ý bơm nằm vài hái phờ hạt đình ẩn châm cỏ mét lại nằm chân nêu chớ bom me xử cỏ cái nắm mà hái phờ hạt nắm sơn nằn cỏ báu mét lại nằm phải dòm nằm hạ quân dần ông xương đây á là mình đầu tư cỏ cái nắm phải dòi nằm nỉ cỏ thoát ngân xíp trước mặt ngân vải dệt cỏ sơn nằn cỏ báu chóp vào nằm bé sơn cớn phải dòm đầy nắm cánh bơm bết lại cổng hen từng lò phùng lút theo nắm cùng dê sơn mói pì dê sơn đầy mô khẩu nưng thùy ha va té dòng pì tóc má chăm xam hò hết ta đình na khòng phùng trả vùng khòng thôn lương trì xã Nhơn Sừng huyện Ninh Sừng có rét dần đẩy giảm mô bị nưng báo bú bưng trở khảo cáu báo cơ đẩy lang đi bé sân cớn quân dần dâng lúng hứa văn phố có hành trở biến thái trở cỏ bú cơ đẩy lại khẩu nắm là của thôn ni là gia mai ô là té dòng bì ma hơn nước dệt mường vài lai lít mi nằm hở bom me chở quân trăm dê sơn rút đi đài sòng mô bì nưng bom me cò dê sơn đánh ngay đi cuộc kiến thế rú đầy tay tinh hơn rú phùng tìn xá An Hải huyện Ninh Phước lò địa phương lưng chơ lút theo nắm cùng dê sơn còn mi hô khói hạ xíp cho hơn lắp cỏ cái nắm phấy dòm khắp tà đình giảm hỏi hết ta lúng từ cổng thắm hở hú nhập phiến bu bác hòm bú còn nó tày cánh thoát ngân dệt cỏ cái nắm rú thồn tuấn tú vầy đình vang hở cỏ cơ đẩy lại lang đi cơn ý bò me cỏ dệt nổi thôi ha va hình phải xòm sân nằn bò me cò bỏm cằn năm dệt bò me dệt cơ đẩy lại lang đi bú còn nó tay phải xòm đẩy nắm nhờ mô hình nỉ ở mà hở bò me tên mét vùng tình nỉ cò đẩy bò me bú mét bưng phủng nghĩ cắt khó nhân lo nằm bóng mít lại vầy hái vờ phát hòm cánh nó tày bị nưng ma bom me có năm dệt lưng chơ báo vang tìn vang hở bé sân cớn bom me rút nỉ dệt
và bơm mét lại cổng hành lâm đủ. Mọi cốt mi thể là vào nằm đầy hết tan nưng. Té mô hình phải dòng thì bơm mẹ có dết đẻ mết, nằm có túc nó hay vờ hở có bú. Cánh cứ đẩy lại lâm đi, mà hở bơm mẹ cùng bê bú bồng. Thì là từ mô hình như kia mai là rất là đỡ. Thứ nhất là nhu tạo ca mỹ hoa là hồ bú hụt cạn là ngã băng là hồ. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước on ba châu địa phương cùng mô hòn chi hót bòng cắp dê sờn chóc gỏ cắp men nằm bưng tà đình mi thề bóng mi nằm hái vờ túc nò có phến vải bú hờ lập tăn. Cơn mết huyện Ninh Phước có chiếc phiến hạ xếp bét hecta đình dây dần, bú khẩu vài bú, mắn tùn, cánh mắn cò. Đây là toa rất là phong. Yên em cái vị và chạy sản xuất kỹ anh cái bình ý mới thế là đất hón hành khớ. Vài hợp bó mê dây dần, cơ đáy lại lăng đi. Bó mê có sử dụng nắm váy xòm, dù bức phừng lưng chơi lút theo nắm, bó mê có bó bú khẩu, bó mê bú bác hòm, chú tàng ấn và mít ông hiệp thù, bó mê có khanh chờ thoát ngấn ó sử có cai nắm bờm nằm ba, vầy xe dần cất đáy lang tỷ cùng mô đất hót hành khớ. Tiếp vừa là vị và quan tâm sử dụng tu hệ thống bơm tiết kiệm gian. Cho nên là rất là quan trọng đối với vùng mà gia nhu phù hợp với Viva nên áp dụng đồ này. Nghỉ nằm rú, sao xàm hồ rú đình thuần, lò song hỏi hạ xếp ếch chiều thức khối, to cải hốc xích vấn hỏi. Ta tên nằm hãy phở hờ giáo sao cào bắn hết ta đìn dây sờn, cùng hẳn ta đìn hãy phở nằm phái giòm đầy xếp hốc bắn hết ta, cắt vào nằm phái giòm. Bom mê quân dần có gión đầy sang phân hỏi nằm hãy vờ. Về sử dụng nắm chọc gỏ bòm các lúc khẳng tánh gòng quân dần cùng về thoát ngất ó. Sử bưng cỏ cai nắm phay xòm, phiên thái cỏ bú có trai dở quân dần. Mi lông hiệp thủ cùng bưng mố đen hót hẻng khớ.